Đây là khung cảnh tại chùa Bà Nam Hải, Bạc Liêu. Rất là đông Phật tử tới đây. Ở đây có thẳng một cái thềm luôn. Mọi người bỏ dép ở bên ngoài và lên thềm đó có thể đảnh lễ Phật. Đây là sảnh chánh điện. Bây giờ trời đã ráng chiều rồi, nhưng mà lượng Phật tử tới đây cúng bái thì rất là đông.